Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm chuối sấy. Bây giờ ta bắt đầu. Nguyên liệu của chuối sấy gồm có chuối và chanh. Trước tiên ta nặn một miếng chanh vào trong cái thau nước. Và ta bắt đầu gọt chuối. Và ta bắt đầu xắt chuối. Chuối này chín rất là mùi rồi. Bây giờ thì ta ngâm chuối trong vòng 15 phút. Bây giờ thì chuối mình ngâm được 15 phút rồi, ta vớt ra cho nó ráo. Và bây giờ chuối mình ráo rồi, ta bắt đầu xếp vào trong cái khay này. Cái khay này mình đã lót giấy nến. Và mình cắm lò trước khi bỏ vôi, mình cắm lò cho nóng trước 10 phút. Và mình để ở nhiệt độ 100 thôi, 150 hay 100 thôi.
Bây giờ thì mình bỏ vô lò nướng và mình để nhiệt độ 100-125. Và bây giờ chuối của mình vàng rồi, ta bắt đầu lấy ra. Và ta tiếp tục xếp vào trong khay. Và ta lại có thêm một mẻ chuối nữa chín. Đây là chuối mình đã sấy đã chín vàng. Như vậy là ta đã hoàn thành chuối sấy rất ngon. Mình sấy lửa 125 là khoảng 40 phút mới xong. Và mình cũng đừng có nên sấy chuối chín quá. Chuối chín quá thì nó sẽ rất là lâu được. Chuối chín quá thì ăn ngon nhưng sấy rất là lâu. Và tiện đây thì mình cũng xin nói lại là cái hũ tỏi bữa trước á, có một bạn hỏi mình là chị ơi, ngâm tỏi mà ngâm nguyên củ có được không, mà mình quên mình không trả lời. Hôm nay thì mà hôm đó mình có làm thí nghiệm thử mấy củ nguyên xem nó ra làm sao, thì tỏi của mình ngâm hôm nay là được mấy ngày, tỏi mình ngâm được 6 ngày. Và tỏi mình ngâm được gần 6 ngày, từ ngày 12 tới giờ với ngày hôm nay mà hũ tỏi như vậy rất là trắng. Và mình có ngâm thử mấy củ tỏi nguyên củ thì thử xem là mình có được không, tại vì lần đầu tiên mình cũng ngâm tỏi. Lần đầu tiên mình ngâm tỏi hay tỏi củ thì rất là trắng. Tỏi củ mình không có chẻ ra để mình ngâm với nước đường nhưng mà rất trắng. Đây. Hôm nay mình ngâm thử. Rất ngon. Có tỏi mình rất trắng trắng tinh luôn. Hôm nay mình ngâm từ ngày 12. Hôm nay ngày 18 rồi. Hôm bữa có một bạn hỏi mình là ngâm nguyên củ được không, thì mình chưa có ngâm nguyên củ cho nên mình không dám trả lời. Hôm nay mình đã ngâm, mình đã thử ở trong cái hũ này và tỏi rất ngon. Tỏi rất trắng. Vậy là ta đã hoàn thành chuối sấy. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và mình quên mình nói về chanh. Như chanh thì ngâm nước chanh muối chuối mà ngâm chanh thì nó có chanh là để cho chuối nó trắng thêm một tí nữa và nó sẽ giòn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và mình sẽ để phần nguyên liệu ở dưới phần nhận xét. Và dưới chỗ mà các bạn bấm cái nút tam giác nhỏ thì phần nguyên liệu mình để ở dưới đó.
và mình cũng để ở dưới phần nhận xét. Nếu các bạn không nghe rõ thì các bạn cứ mở phần nhận xét và phần ghi chú lên.